Alo anh em, chào anh em nhé. Chào anh em đến với cái clip mới nhất trên kênh của mình nhá. Đó, hôm nay thì lại hướng dẫn anh em, nó tiếp tục hướng dẫn anh em cách bắt cầu sóc đĩa trận game 68 game bài nhá. Dành cho những anh em nào mà đam mê cái bộ môn sóc đĩa này thì anh em có thể xem hết cái video này của mình nhé anh em nhá. Thấy chưa? Và với số vốn 36 củ này mình sẽ đánh thế nào thì anh em sẽ cùng theo dõi nhá. Một hai tay đầu thì cứ đánh dạo đi đúng không? Tay này đánh lẻ đi. Đánh ngay gọi là 3 mùa lẻ nha anh em nhá. Ok. Má ra chẵn người anh em, cay đi nhờ. Tên này đánh lẻ này em, tiếp là đánh lẻ, gửi mất 3 mờ rồi. Tên này đánh 6 mờ lẻ luôn này, lót 1 lít 3 đỏ là 1 mờ 3 đỏ luôn anh em. Ok, như vậy là đã húp lẻ luôn rồi anh em. Và lại còn thêm một mờ 3 đỏ nữa anh em ạ, quá ấm luôn đúng không? Tay này thì mình sẽ đánh con chặn đi. Đó, tay này đánh con chặn đi nha anh em nhá. Một mờ. Ui lại ra lẻ tiếp anh em, cay nhờ, cay hơn ớt anh em ạ. Rồi à, bây giờ sẽ bắt đầu đánh theo công thức nhá. Đấy, vẫn là cái công thức cũ thôi anh em, đếm để mà dọc thôi, nhưng mà nó rất hiệu quả nhá. Công thức dù đã cũ nhưng mà rất hiệu quả nha anh em nhá. Đấy, bây giờ đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, đó, 4, 5 nha anh em nhá. 5 mà lẻ đúng không, thì đánh mình còn lẻ luôn này. 1 mờ nhá. Ui tay đánh lẻ nó lại ra chẵn anh em ạ. Ui ôi cay hơn ớt thật anh em ơi. Má bây giờ tiếp này anh em ơi. Bây giờ là 1, 2 nha. 3 nha, 4 nha, 5 nha, 6 nha, đánh chẵn này. Đừng mở tay này đánh chẵn lại ra lẻ nha. Đấy biết ngay mà anh em. Kiểu gì cũng mẹ mày vào ấy là ra ra ấy mà anh em, được chưa, chuẩn chưa, cáu chưa. Từ từ anh em cứ bình tĩnh nha. Một này, lần này là một, là hai, là ba nha. Ba nha, ba để đánh lẻ mình được chưa. Chả biết tay này có lẻ không hay là đánh vào nó lại ra chẵn anh em ơi. Rất nghi nha.
Má biết ngay mà anh em, trời ơi cái cầu gì đây. Đánh thế nào lấy tay đới anh em nhỉ? Thấy hơi lạ nha. Nhưng mà cứ bình tĩnh anh em ơi. Đâu còn có đó mà đúng không? Cứ bình tĩnh kiên trì đi anh em. Nãy giờ thì mình cũng đánh đều tay là không lo nha. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, lẻ tiếp tục đánh lẻ mình nha. Vãi trưởng anh em, lại ra chẵn này. Cái cầu gì vậy anh em? Trời ơi. Bây giờ là 1, là 2 này, là 3 này, là 4 này. 4 à? 4 tay này là anh chẵn à? Ok, đánh chẵn thêm nào. Cầu này không ủng hộ mình à anh em? Cay thế nhở? Cay thật sự luôn. Làm tí tứ tử đi. À, ly tứ tử phải được chưa? Ui, không có tứ tử anh em, cay thế. Nhưng mà lần này là cuối cùng cũng đã thành công là một con chẵn nha. À, tưởng lại gậy nữa đúng không? Rồi bây giờ là 1 này, là 2 này, là 3, là 4 nha. 4 là chẵn, mình chẵn tiếp vào. Ok, 510k đi. Thế thôi anh em, 510 thôi. Mình to chết đấy anh em ạ. Quá ra lẻ rồi, và thôi khả năng là nghỉ thôi anh em ơi. Chốt 6 mờ cũng được rồi. May là có tay lúc nãy là kẹo đấy anh em ạ, đúng không? May là mình cần kiên trì đấy anh em. Đó, thôi nghỉ anh em nhé. Nếu mà anh em xem video, cảm thấy video hay, đừng quên là bấm like giúp mình nhá. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé.